Vụ hè thu năm 2023, huyện Tuyên Hóa gieo cấy 1.150 ha lúa. Hầu hết các diện tích lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện bà con nông dân trong huyện đang tích cực ra đồng thu hoạch, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ. Để vụ sản xuất đạt kết quả cao, ngay từ đầu vụ, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo đôn đốc chính quyền các địa phương và bà con nông dân rà soát, tu bổ lại hệ thống kênh mương, thủy lợi, đồng thời thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không được thuận lợi, nắng hạn kéo dài, song nhờ các biện pháp phòng chống khô hạn, nên hầu hết các cánh đồng lúa đều chủ động được nguồn nước tưới, giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt theo đúng khung lịch thời vụ. Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn huyện có thể xảy ra lốc xoáy, mưa to gây ngập úng hoa màu. Do đó, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tích cực đôn đốc bà con nông dân tiến hành thu hoạch diện tích hoa màu nói chung, các diện tích lúa đã chín nói riêng với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đối với diện tích lúa trà muộn chưa thu hoạch, cần chủ động các biện pháp tiêu nước, chống úng kịp thời nhằm hạn chế những thiệt hại do mưa, lũ có thể gây ra.